Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Anh Nguyễn Hữu Hà ở xã Tân Sơn, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên là một trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình có gần 40 làng nghề. Tỷ lệ sinh con thứ 3 của tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng. Nét sáng tạo ở các khu vui chơi thiếu nhi xây dựng từ vật liệu tái chế tại Bắc Ninh. Hiệu quả mô hình bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với những đột phá đóng góp tiêu biểu cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng và phát triển nông thôn, anh Nguyễn Hữu Hà ở thôn Bãi Sậy 1, xã Tân Tân, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên là một trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Tham gia bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019, năm nay có gần 150 ứng cử viên từ 63 tỉnh thành trong cả nước. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Tỉnh Hưng Yên đề cử 3 cá nhân tiêu biểu, trong đó anh Nguyễn Hữu Hà là nông dân xuất sắc được vinh danh. Anh Hà được mệnh danh là vua chanh tứ quý trên vùng đất nhãn nhờ việc thuần hóa thành công giống chanh Mỹ, Úc được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Hiện nay tổng diện tích trồng chanh tứ quý của anh Hà rộng hơn 50 ha, tập trung tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Bắc Giang. Ước tính sản lượng quả năm nay đạt 230 tấn và cung cấp cho thị trường Tết hơn 1.000 chậu chanh bonsai với giá bán từ 2 triệu đến 50 triệu đồng một chậu. Doanh thu năm 2019 ước đạt hơn 8 tỷ đồng. Ngay sau khi nghị quyết số 104 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định số 535 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 được ban hành, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã triển khai giúp đoàn viên thanh niên nắm được chủ trương khởi nghiệp của tỉnh và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, kinh doanh làm giàu. Qua đó, tỉnh đoàn Bắc Ninh là một trong số ít đơn vị trong cả nước tham mưu được đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và cũng là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Bắc xây dựng được nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, mức lãi suất 5% năm. Tính đến cuối tháng 5 năm 2019, từ hơn 120 dự án ý tưởng khởi nghiệp đã có 27 dự án được nhận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong đó, ngành thương mại dịch vụ có 10 dự án được hỗ trợ 6,6 tỷ đồng. Ngành sản xuất có 10 dự án được hỗ trợ 7 tỷ đồng. Ngành nông nghiệp, công nghệ cao và chăn nuôi có 7 dự án được hỗ trợ 4,65 tỷ đồng. Tổng số tiền là 18,25 tỷ đồng. Từ hiệu quả bước đầu đạt được đến tháng 4 năm 2019, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục bổ sung thêm 20 tỷ đồng, nâng tổng số vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lên 40 tỷ đồng. Vụ mùa năm nay, các địa phương của tỉnh Hà Nam tiếp tục duy trì sản xuất 70 cánh đồng mẫu với tổng diện tích gần 1.670 ha. Trong đó, huyện Kim Bảng có 21 cánh đồng mẫu, Lý Nhân 18, Bình Lục 11, Thanh Liêm, Duy Tiên, mỗi đơn vị có 9 cánh đồng mẫu và thành phố Phủ Lý có 2 cánh đồng mẫu. Các cánh đồng mẫu tập trung sản xuất lúa chất lượng, lúa hàng hóa và sản xuất lúa giống. Hiện tại đã có hơn 565 ha lúa trên cánh đồng mẫu ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình có gần 40 làng nghề với khoảng 9.400 cơ sở và hộ gia đình tham gia sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 26.000 lao động. Một số nghề thủ công truyền thống có giá trị sản xuất cao, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương như chạm bạc Đồng Sâm, mây tre Thượng Hiền, đồ gỗ mỹ nghệ. Để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, Kiến Sương khuyến khích các xã, thị trấn mở rộng và phát triển các nghề, làng nghề hiện có, đồng thời tích cực du nhập nghề mới về địa phương, xây dựng và hình thành các điểm công nghiệp làng nghề, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh vào các điểm sản xuất tập trung để liên kết sản xuất, hạn chế gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, từng bước gắn phát triển làng nghề truyền thống với du lịch sinh thái. Tỉnh Hải Dương đề ra mục tiêu đến năm 2020, giá trị công nghiệp hỗ trợ đạt khoảng 39.200 tỷ đồng và đạt hơn 132.300 tỷ đồng vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng bình quân công nghiệp phụ trợ 2021-2030 sẽ đạt 12,9%.
Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã ban hành quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Đặc biệt chú trọng đến việc đơn giản hóa và công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính để doanh nghiệp tiện theo dõi và kịp thời điều chỉnh. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong các bộ phận thủ tục về hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư. Đến thời điểm này, Hải Dương đã thu hút được khoảng 350 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các dự án chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm điện và linh kiện điện tử, ô tô, hàng dệt may, cơ khí chế tạo. Đây sẽ là thị trường lớn và đa dạng cho các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Theo tổng hợp của Sở Công Thương, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 130 dự án công nghiệp hỗ trợ. Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có nhiều tuyến đường giao thông đang xuống cấp, còn sửa chữa và nâng cấp. Những năm qua, huyện đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ngoài hai tuyến đường mới mở nối khu di tích quốc gia Chùa Nôm với cụm di tích Kinh Dương Vương và đường nối hai khu AB của cụm công nghiệp Tân Quang, tất cả các dự án còn lại là cải tạo nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp. Các tuyến đường đều đảm bảo chiều rộng từ 3,5 đến 14 mét tùy theo quy mô. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc gấp rút triển khai và hoàn thiện các tuyến đường. Dự kiến đến năm 2020, tất cả các dự án sẽ hoàn thành, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của tỉnh Hưng Yên là 19,9%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cũng cao hơn nhiều so với mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn 6% vào năm 2020, trong mục tiêu chiến lược dân số sức khỏe sinh sản của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số sinh của Hưng Yên là trên 6.500 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh là 120 bé trai trên 100 bé gái, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 19,9%. Những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao là Văn Lâm, Khoái Châu. Trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, chủ yếu ở những gia đình đã sinh con một bề là gái. Đáng lưu ý, những phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên tập trung ở những vùng kinh tế phát triển, dân trí cao và có cả cán bộ, đảng viên. Điều này dễ gây hiệu ứng không tốt về sinh con thứ 3 trở lên trong cộng đồng. Hiện nay, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang là thách thức lớn của ngành dân số. Để thực hiện mục tiêu chiến lược dân số sức khỏe sinh sản của tỉnh và nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 yêu cầu, ngành dân số phải theo dõi chặt chẽ, đánh giá kỹ về chỉ tiêu mức sinh, đặc biệt là sinh con thứ 3 trở lên để có những giải pháp kịp thời. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định có 249 cơ sở y tế công lập thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh. Thời gian qua, các cơ sở y tế không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, từng bước đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thanh quyết toán viện phí, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt, Sở Y tế đã tranh thủ nguồn đầu tư của Trung ương, của tỉnh và các chương trình dự án huy động hàng trăm tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các đơn vị y tế. Theo số liệu của Sở Y tế, tổng số vốn đầu tư trang thiết bị của toàn ngành trong 3 năm qua là hơn 448 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho các bệnh viện tuyến tỉnh hơn 249 tỷ đồng, tuyến huyện hơn 186 tỷ đồng, tuyến xã hơn 12,6 tỷ đồng. Trang thiết bị tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế cơ bản được đầu tư theo danh mục quy định và yêu cầu của công tác khám chữa bệnh. Tỷ lệ trang thiết bị hiện có của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt gần 80%, các trung tâm y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện đạt bình quân trên 60%, các trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt từ 70-80% so với danh mục quy định của Bộ Y tế. Sốt cao là hiện tượng thường gặp ở trẻ nhỏ, xót xa và thương con, nhưng nhiều cha mẹ còn khá chủ quan khi để con bị sốt cao tới mức bị co giật nhiều lần. Điều này không những làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con mà còn tăng nguy cơ tiềm ẩn về di chứng động kinh sau này. Bệnh nhi Phạm Quang Đạt, 20 tháng tuổi, ở xã Hùng An, huyện Kim Động, nằm điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã được khoảng một tuần nay. Bé nhập viện trong tình trạng bị sốt cao kèm theo co giật. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị di chứng động kinh. Theo người nhà bệnh nhi, mặc dù chưa được 2 tuổi, nhưng số lần bị sốt cao kèm theo co giật của bé Đạt đã lên tới trên 10 lần.
Nguyên nhân của tình trạng này, một phần do sức đề kháng của bé yếu, một phần cũng do bố mẹ sơ cứu sai cách khi bé sốt. Cháu bị sốt cao co giật này 18 lần rồi. Tôi cũng hay tham khảo các biện pháp hạ sốt ở trên mạng như là đắp chanh, chán, lòng bàn tay, bàn chân nhưng mà không được hiệu quả lắm. Chỉ vì tâm lý không muốn dùng kháng sinh cho con nên khi trẻ bị ốm, nhiều bậc cha mẹ thường tìm đến các diễn đàn hay mạng xã hội để được gợi ý những biện pháp chữa trị tự nhiên mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, có một số trường hợp lại phản tác dụng. Như để hạ sốt cho trẻ thì nhiều người chia sẻ kinh nghiệm có thể đắp chanh hoặc cho uống nước cây nhỏ nồi. Thậm chí khi trẻ bị co giật, thay vì đưa đi cấp cứu, có gia đình lại vắt chanh vào họng của trẻ khiến cho tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Tôi cũng hay tham khảo ở trên mạng các cái biện pháp mà không cần dùng thuốc để hạ sốt. Thái nắp chanh ra để đắp vào găn trên bàn tay thì nếu mà không hạ dịu thì mới uống thuốc hạ sốt. Thống kê của khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, từ tháng 4 đến nay, khoa đã tiếp nhận điều trị cho 32 trẻ bị sốt cao, co giật. Trong đó có nhiều trường hợp trẻ phải vào điều trị từ 2 lần trở lên. Khoa chúng tôi thì thông thường vào mùa này thì cũng thường xuyên tiếp đón những bệnh nhân sốt cao, co giật ở nhà rồi. Có nhiều trẻ thì 39 độ đã giật rồi. Thì cái sự nguy hiểm của sốt cao, co giật tái diễn nhiều lần thì có thể làm tổn thương não và có thể để lại di chứng động kinh sau này. Cho nên là để dự phòng cái nguy cơ ở trẻ thì trước tiên khi mà ở nhà con có biểu hiện khác lạ, ví dụ sờ nóng người thì cha mẹ nên kèm nhiệt độ. Nhiều các bậc phụ huynh thì tham khảo những cái biện pháp thuốc trên mạng như là cắt chanh bỏ vào miệng hoặc là cho uống nhỏ nhồi, đa số là không hiệu quả. Cũng theo bác sĩ Trang, nếu trẻ lên cơn sốt phải tìm cách cho trẻ hạ sốt ngay bằng cách cởi đồ và lau người bằng nước ấm để giảm thân nhiệt cho trẻ uống nhiều nước hay uống Orizon theo đúng hướng dẫn để bù nước và điện giải. Nếu như trẻ sốt cao trên 38 độ 5 thì nên cho uống hạ sốt hoặc đặt thuốc ở hậu môn. Nếu trẻ có tiền sử sốt co giật thì nên uống thuốc ngay khi thân nhiệt từ 37,7 độ C. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có nhiều sân chơi hơn nữa cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đầu năm 2018, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã huy động đoàn viên thanh niên suy nghĩ tìm biện pháp tạo ra các điểm vui chơi miễn phí cho trẻ em với kinh phí thấp. Phát huy sức sáng tạo, tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi như lốp xe hỏng, ván gỗ, ống sắt. Các đoàn viên thanh niên đã xây dựng 26 khu vui chơi tại nhà văn hóa các thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh. Xích đu, bập bênh, đồ chơi vận động, bàn và ghế ngồi, tất cả đều làm từ lốp xe, ván gỗ, ống sắt. Với sức sáng tạo tối đa của các đoàn viên thanh niên tỉnh đoàn Bắc Ninh, những vật liệu cũ hỏng tưởng chừng như bỏ đi đã trở thành những trò chơi lành mạnh, lý thú đối với trẻ em thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong. Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã xây dựng 26 điểm vui chơi như thế này tại các thôn làng khu phố trên địa bàn tỉnh. Ưu điểm lớn nhất là chi phí xây dựng thấp nhưng lại mang lại hiệu quả cao, giúp trẻ em phát triển vận động, rèn luyện thể lực, tư duy sáng tạo. Từ những cái đồ chơi, cái lốp ô tô đã bỏ đi, dường như là các em khơi dậy cho các em được sự sáng tạo. Các em có thể nhìn ra cái tính tiết kiệm. Bản thân các đoàn viên thanh niên tiết kiệm được những cái món tái chế như thế thì các em nhìn vào bảo là đây là những cái vật liệu mà có thể tái chế, thì các em sẽ về nhân rộng các mô hình này ra và tìm những cái vật dụng như trong gia đình đã bỏ đi và có thể sử dụng lại được ạ. Đồ chơi làm từ lốp ô tô, ván gỗ, ống sắt qua bàn tay sáng tạo của các đoàn viên thanh niên trở thành các trò chơi vừa đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ lại có độ bền cao. Trong thời gian tới, tỉnh đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đến các xã xây dựng nông thôn mới, sử dụng vật liệu tái chế để xây dựng các khu vui chơi. Tỉnh đoàn Bắc Ninh cũng hướng tới lan tỏa trong cộng đồng thông điệp bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Những năm qua, các cấp chính quyền của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định luôn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để các tổ đội câu lạc bộ thể thao trên địa bàn huyện phát triển hơn nữa. Huyện Hải Hậu hiện còn lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo mang đậm giá trị văn hóa miền quê vùng biển, trong đó có nghệ thuật chống hội. Nhiều hội chống ở các địa phương như thị trấn Yên Định và các xã Hải Phương, Hải Trung, Hải Xuân thường xuyên luyện tập, biểu diễn nhân các ngày lễ Tết và các sự kiện chính trị ở địa phương. Bên cạnh đó còn rất nhiều tổ đội câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống khác, tiêu biểu như đội chống cà rùng, câu lạc bộ múa lân sư rồng, đội cà kheo,
câu lạc bộ bơi trải, câu lạc bộ hát chèo. Để các câu lạc bộ văn nghệ hoạt động hiệu quả, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hậu đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong huyện tổ chức các hoạt động văn nghệ theo từng chủ đề, đồng thời cử cán bộ xuống các tổ đội. Được triển khai từ cuối năm 2018, đến nay mô hình bể chứa bao bì thuốc trừ sâu tại thôn thứ nhất, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã phát huy hiệu quả tích cực. Vỏ bao bì chai lọ thuốc trừ sâu sau khi sử dụng đã được bà con tự giác thu gom vào bể chứa. Đây là một trong 8 bể chứa bao bì thuốc trừ sâu của thôn thứ nhất, xã An Lão, được xây dựng bằng nguồn kinh phí và ngày công lao động của cán bộ và nhân dân trong thôn. Được đặt tại các điểm nút giao thông nội đồng thuận tiện, mô hình đã hình thành thói quen bỏ bao bì thuốc trừ sâu sau khi sử dụng vào bể của bà con nông dân, khắc phục được tình trạng tùy tiện xả vỏ bao bì ra các xứ đồng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Chỉ với 300.000 đồng cho việc xây dựng một bể chứa, kinh phí không nhiều nhưng hiệu quả đạt được lại rất lớn. Không còn vỏ bao bì thuốc trừ sâu vứt tràn lan trên đồng ruộng, dưới lòng cây mương, cũng đồng nghĩa với việc hạn chế được tình trạng ô nhiễm nguồn nước do lượng thuốc trừ sâu còn sót lại, ngấm vào môi trường. Mô hình bể chứa bao bì thuốc trừ sâu do Ban Công tác Mặt trận thôn thứ nhất, xã An Lão triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Lần đầu tiên, mô hình móc khóa an ninh được triển khai tại phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi cho người dân tố giác tội phạm, sớm phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các vụ việc vi phạm pháp luật. Hiện nay, mô hình đang tiếp tục được mở rộng triển khai, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đa số người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tháng 6 năm 2018, phường Suối Hoa đã tổ chức trao móc chìa khóa có số điện thoại đường dây nóng của phường, lực lượng công an, y tế cho 100% các hộ dân và cắn biển cảnh báo tội phạm tại các điểm công cộng, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Hiệu quả mang lại rất thiết thực. Với số điện thoại có sẵn trên móc chìa khóa, khi có tình hình mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, thậm chí việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường, trong khu dân cư, người dân đều có thể phản ánh kịp thời với phường để xử lý. Nhận ra ngay cái số điện thoại của công an phường mà nó khá là dễ nhớ và cũng là trực quan nhiều hơn. Thế nên là cái việc liên hệ với công an phường sẽ nhanh hơn. Có những cái tình trạng như kiểu trộm cắp vặt với xe máy và các tài sản trong ô tô khi người dân chưa kịp khóa cửa xe chẳng hạn, như thế nó diễn ra trong thời gian rất ngắn, rất nhanh. Sau khi nắm bắt được cái tình hình cái thì tôi gọi điện theo cái số đường dây nóng này và tôi thấy cái hiệu quả của nó là cũng rất kịp thời. Móc đeo chìa khóa an ninh có số điện thoại của phường, của công an, của y tế thì cái việc mà phát huy hiệu quả đó là người dân đã phản ánh theo cái số điện thoại mà phường đã triển khai ở móc đeo chìa khóa. Từ đó khi phường nắm được những cái phản ánh của nhân dân thì phường xử lý rất là kịp thời để đảm bảo được cái ý kiến phản ánh của bà con trong nhân dân và kịp thời xử lý những cái tình huống xảy ra trên địa bàn. Hiện nay, mô hình móc khóa an ninh được mở rộng triển khai tại một số địa phương khác như phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Địa bàn phường Võ Cường đã từng xảy ra những vụ phạm tội như lạm dụng chiếm đoạt tài sản, cướp giật, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, mua bán tàng trữ chất ma túy. Rất cần thu nhận tin tức tố giác tội phạm từ phía người dân để điều tra, làm rõ các vụ phạm pháp. Tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2019, công ty taxi Kinh Bắc đã tài trợ trao tặng 3.000 móc khóa an ninh, 5.000 tờ rơi và 500 biển cảnh báo tình hình tội phạm nhằm phát huy sức mạnh dự phòng, tự quản, tự bảo vệ cho người dân, nâng cao nhận thức vai trò của người dân trong tố giác tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn phường. Sự tuyên truyền đến với tất cả các người dân trên địa bàn phường nêu cao được cái tinh thần cảnh giác đối với tất cả các tệ nạn tội phạm trên địa bàn. Mục đích chính thì cũng là để có những gì người dân cần báo tin cho lực lượng công an phường đáp ứng được cái nhiệm vụ yêu cầu mà lực lượng công an phường phải trực tiếp giải quyết được một cách nhanh nhất và sớm nhất. Móc khóa an ninh có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn. Người dân có thể cầm mọi lúc, mọi nơi nên có thể lập tức tố giác tội phạm. Từ đó lực lượng chức năng có thể nhanh chóng tiếp cận và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào, tạm biệt.